Anh ạ, à, chơi thật thiện anh kia ấy đây, nhiều. Đêm nay vừa chưa biết mắt nhắm mắt mở, chuyện kia thế nào đã tươi tỉnh rồi. Cả ngày không ngủ mà. Tự nhiên gọi là không 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 nghĩ đến buồn ngủ luôn. Cảm thấy mình thức cả ngày lại xứng đáng thật sự. Cảm ơn anh nha, anh kêu anh. Mọi người có nghe tiếng game không? Tiếng cho to lên. Hình như là mọi người không nghe thấy. Có nghe thấy không nhỉ? Không cho cam to được mọi người ơi. Lần trước cho cam to xong thì bị mắng á mọi người. Tranh thủ bọn mình chơi game này đến 2 giờ xong bọn mình chơi lời lần sau nha. Giải đấu quan trọng thứ ba là bang hội đỉnh phong. Để tiên đọc cho mọi người phần thưởng. Bang top 1 mỗi cụm này, bang chủ thì sẽ được cúp bang hội học kiệt. Kim Diệp 1000. Dương bí kíp đỏ cam 3 cái, Dương chọn trang sức đỏ xanh cam 3 cái. Còn của ba chúng thì sẽ là Kim Diệp 500, Dương bí kíp đỏ cam 2, với cả Dương chọn trang sức dấu chân 2. Nóng thế nhở? Sao mình để điều hòa 26 độ vẫn nóng là sao ta? Trương Sơn thì lần em đăng ký người ủng hộ cho người ta luôn trời. Mà em nói thật nhá, là em rất là ngạc nhiên tại vì em không nghĩ là anh vẫn nhớ số tài khoản của em. Kiểu bây giờ em đang làm trải nghiệm game mới cho anh em giới thiệu event game mới nên là em không có ghi được số tài khoản. Mà kiểu từ hôm đấy đến bây giờ nó cũng phải tầm nửa tháng rồi mà em không nghĩ được là kiểu anh vẫn nhớ số tài khoản của em luôn á. Xong em nhìn em hết hồn luôn á. Lần đầu mua ủng hộ cái này luôn á. Ơn Vũ Thanh Nguyễn nha. Có lý do gì mà lần đầu ủng hộ? Alo, có ai ở nhà không á? Có. Rồi người ta không ở nhà người ta ở đâu? Ngồi nhà lù lù ra kêu không ở nhà ở đâu? Đây không ở nhà, đây không ở nhà ở đâu?